là lần đầu tiên liên lạc với nhau qua Gmail, là ảnh sẽ gửi cái chương trình đó qua mail cho em. Là công việc dạ, là cái phần đó của chú rồi phần đó của cô, là hồi đó là hai vợ chồng xưng chú với cô chứ không có là anh em. Dạ đúng rồi. Bao lâu thì mới có cảm tình với nhau? Ảnh mới xin Facebook của em, sau đó là kết bạn Facebook thôi chứ cũng không có nói chuyện gì hết. Tết thì em cũng về quê, thì năm đó ảnh cũng được về quê, thì em có một chụp một cái tấm hình em đăng lên Facebook, thì ảnh mới vô bình luận, xong rồi em cũng nói đùa lại với nhau. Mà vẫn là xưng cô với chú hả? Anh em đổi. Dạ dạ, lúc đó vẫn là cô với chú. Rồi dạ. Cô đang làm gì? Chú đang làm cái này kia á. Dạ, đánh vậy rồi. Hả? Dạ đúng. Ôi, rồi cô xinh quá cô ơi. Cảm ơn chú. Thì em thường thường hỏi là hôm nay hỏi vợ em á, hỏi là cô thích đi đâu chơi. Vẫn thì, cô chú sẽ dẫn đi chơi. Thì sau này khi mà bắt đầu đưa đi chơi ngày đầu tiên thì bắt đầu thôi em mới nói với vợ em rằng là thôi có lẽ là mình nên đổi cái xưng hô đi. Có nghĩa là đến khi nào mới chính thức gọi là người yêu của nhau? Coi như là gần một năm. Cái ngày mà cầu hôn á, thì hôm đấy em được nghỉ, em mới hẹn cô ấy ra ngoài đi chơi. Em chở ngay cô ấy đi mua nhẫn luôn. Xong rồi cho cô ấy đeo thử. Cô ấy đeo, vừa đeo xong cái là em bảo là vừa rồi em ơi, như vậy là em đã đồng ý làm vợ anh nha. Vừa rồi em ơi, như vậy là em đã đồng ý làm vợ anh nha. Trời là cầu hôn mà tận dụng luôn đó. Đó, mà không cho người ta có cơ hội trả lời luôn. Em thì em là một người kín tiếng, hai vợ chồng quen nhau không ai biết hết. Có một lần mới quen, có thể là một tháng ảnh chỉ ra ngoài được một lần, nhưng mà một lần đó thì có thể là tầm 3 tiếng hoặc 4 tiếng đồng hồ thôi là ảnh phải về. Thì ảnh nói với em là ảnh muốn ăn cơm ở nhà, mai em nấu cơm đi, anh sẽ xin nghỉ rồi anh về anh ăn cơm với em. Thì sáng đó em đi chợ rất là sớm về nấu cơm chuẩn bị các món này nọ luôn, xong rồi ngồi chờ. Em á thì em bản chất em là em không muốn làm phiền đến công việc của bạn, bởi vì là em biết rằng lúc bạn đang làm thì mình nhắn tin thì rất là phiền. Em muốn là công việc thì bạn phải tập trung vào công việc. Đúng rồi. Em không muốn là vì tin nhắn của em mà bạn phải sao nhãng qua một cái việc khác. Nên là từ trước lúc đầu quen nhau thì em đã xác định như vậy rồi. Em chờ miết đến 12 giờ trưa em vẫn không thấy luôn. Em chỉ nhắn tin là đang làm gì đó, thì anh mới nhắn tin cho em là anh đang đi công tác. Em mới nghĩ trong đầu, ủa hẹn về ăn cơm mà ta. Ủa cái gì vậy? Công tác. Nhưng mà em cũng không có làm ấy lên, bởi vì là đang đi công tác, chắc là đang đi làm việc nên em cũng không muốn làm phiền tới. Em mới nói đùa lại là ủa hôm qua nói về ăn cơm mà. Anh mới nói là ủa anh nói vậy để em nấu cơm em ăn thôi. Ủa nói gì vậy trời? Ủa nói cái gì vậy? Ủa ăn luôn nữa. Xong rồi kê em không nhắn tin, giận. Em không nói chuyện nữa luôn. Giận đúng dạ. Cảm xúc là giận chứ. Dạ đúng rồi. Em là nhưng mà ảnh đang đi làm nên em không nói gì hết. Dạ em nói dạ vậy thôi anh làm đi. Xong rồi chiều đó về gọi điện thoại nhắn tin em không trả lời, và em suy nghĩ trong đầu rằng chắc chắn là mình sẽ không phải là cái tiếp người của ảnh, và ảnh cũng không phải là tiếp người của mình. Bởi vì nếu như là một sự quan trọng gì đó hoặc là cái cuộc hẹn quan trọng thì chắc chắn ảnh sẽ không quên. Nhưng đây ảnh đã quên đi, và ảnh coi đó là một cái lời nói đùa, thì em nghĩ là cuộc tình cũng là đùa thôi. Nên em nghĩ là em sẽ ngưng luôn ở đó. Cách nào để mà hai làm lành như là làm lành được? Xong là không nói chuyện, công việc lúc đó là cứ làm, và tới khuya thì mới rảnh thì gọi cho em. Ủa mình đâu có quan trọng đâu, tới khuya người ta mới gọi cho mình thì mình đâu còn là quan trọng nữa. Và khi công việc xong á người ta mới gọi cho mình. 3 tuần sau thì ảnh mới được nghỉ nữa, thì ảnh mới nhắn tin là có nhà không anh qua. Em không trả lời và em đóng cửa, em ở trong nhà luôn. Anh chạy qua ảnh kêu cửa gọi điện thoại nhưng mà em không nghe máy. Thôi cái là ảnh nói là bởi vì cái chuông điện thoại ở trong nhà nên là em không thể nào, em nói không có trong nhà. Lúc đó bởi vì em rất là quyết tâm là em nói là em không có ấy tới nữa. Dạ có đó, thì cuối cùng là mở cửa bởi vì đó. Là rất phiền đến hàng xóm. Em hỏi là anh đi đâu đây, thì ảnh mới nói là ảnh qua thăm em. Thì em nói là công việc thì như vậy thôi, nhưng mà đâu có phải là không có cho anh 3 giây hoặc là 3 phút để anh trả lời một tin nhắn cho em. Anh không qua được, hoặc là em ăn cơm trước. Đúng đi rồi. Hôm sau mình ăn cơm.
đâu có thể nào mà không có được 3 giây hoặc là 3 phút để anh cầm điện thoại. Đâu có ai quản cái điện thoại của anh mà để anh không trả lời tin nhắn của em như vậy. Tôi nói là nhiều lúc công việc vội quá, anh sẽ không kịp nhắn tin. Em không đồng ý cái việc đó. Cũng năn nỉ giải thích công việc này nọ thì em cũng mũi lòng. Và kể từ đó em nói với ảnh là kể từ nay về sau đừng bao giờ anh bắt em phải nấu cơm nữa. Đó. Wow. Em nói luôn là nhà anh đừng bao giờ bắt em nấu cơm nữa. Em được nghỉ về với vợ thì đối với bữa cơm gia đình thì khi nào mà nấu ở nhà thì hai vợ chồng đều phụ nhau. Rồi quen nhau từ 2018 à? 2018 từ 2018. Dạ. 2018. Thì hai vợ chồng của cô Quý á, thì là có những cái khó khăn gì trong cái đợt dịch đó không? Thưa anh chị là hai đứa đã cũng đã xin phép hai bên gia đình hết rồi, cũng đã chọn ngày đầy đủ hết rồi, nhưng bỗng dưng là dịch bùng phát. Thì đầu tiên là đối với các đơn vị quân đội là chúng em phải cấm trại, thực hiện theo lệnh cấm trại là không ra ngoài. Khi mà thành phố chuẩn bị thông báo là sẽ tổ chức giãn cách ấy, thì em cũng động viên vợ em là thì thôi chắc là em về quê đi với ba mẹ đi cho an toàn, chứ còn ở trong thành phố này có một thân một mình. Thì vợ em thời điểm đó thì cũng rất là suy nghĩ, nhưng cuối cùng là nhất quyết là ở lại, muốn đồng hành cùng với em. Wow. Tuy là hai đứa không được gặp nhau, chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại thôi ạ. Tự dưng một buổi tối là cô ấy nhắn tin với em hai đứa, sau đó là gọi điện thoại. Cô ấy mới nói là em muốn nuôi một chú chó con, chú cún, đỡ buồn, nuôi cũng được thôi. Vì thực ra là em cũng rất là thích chó. Em tuổi chó này là em rất thích chó. Thì ở gần trên địa bàn quận 12 là có một cái trại người ta bán chó con. Thì lúc đấy thì vợ em mới tranh thủ là đến chỗ đó. Và người ta đang bảo là cái này là bà cái chú chó mà vợ chồng em mua là cái chú chó cuối cùng ở trong cái trại của người ta. Tại vì hôm qua ngày em sao là lockdown rồi. Đúng rồi. Người ta bán rẻ và người ta muốn là để đóng cửa luôn đấy. Hay là nhiều khi em không vừa lòng đối với cái tính của cô ấy thì hai đứa làm lành với nhau thông qua chú cún đấy. Chú cún đấy là gì? Em đặt tên là Khoai ạ. Khoai. Bé Khoai. Bé Khoai, bé Khoai đến đây không? Dạ có chứ ạ. Ý, Khoai này là lập xưởng đúng không? Dạ. Đúng rồi. Nhà anh Thuận là cũng có nuôi một một bé. Rồi. Khoai cũng thích anh Thuận rồi. Cùng mạng á. Dạ, nó cùng miễn phí. Miễn phí. Đó. Thật sự thì cái việc mà em nhắn tin thì giờ em nó cũng nói hơi quá. Tại vì trong lớp em là nó gần tới lớp đại học em nhớ là gần 60 người. Dạ. Thì em chỉ nhắn với một số bạn mà hiện tại một số em, là bao nhiêu em? Ví dụ như là em nhớ 8 người hay là 18 người? Khoảng mười mấy người là em đã từng gặp, từng tiếp xúc, từng xin số điện thoại. Dạ. Lúc đó là thậm chí là em chưa có số điện thoại của vợ em. Dạ. Em với chồng em thì chung chơi chung một cái nhóm bạn nữa. Thì hôm đó là có sinh nhật một bạn thì có một sự cố xảy ra là ông này ông bị mất chiếc xe. Mất xe? Mất chiếc xe máy. Nhưng mà có một chuyện là nhà chồng em thì làm nông nên cái việc có một chiếc xe máy nó rất là khó khăn. Nên rất là quý. Khi mà biết mất chiếc xe lúc đó thì mình cũng đã có thiện cảm một tí với cái anh này rồi. Xong rồi thấy ảnh lại mất xe, xong rồi cũng nói chuyện này kia. Nhưng mà lúc đó là em thì nhà em ở dưới Cà Mau, gia đình cũng gọi là hơi khá giả một tí. Thì em cũng không phải làm một cái bất cứ việc gì hết á. Em chỉ có lên em đi học thôi. Chắc là ông trời thấy em là chỉ học thôi không làm gì hết nên cho đụng vô này để em biết nhiều việc hơn. Thì bạn này mất xe, tự nhiên em phải lo theo luôn. Là em với bạn này cùng đi làm để bù lại chiếc xe đó. Cùng đi làm? Là... lúc đó chưa là gì của nhau mà. Nhưng mà lúc đó cũng đã nhắn tin nói chuyện qua lại. Và cũng như là bạn cũng có ngỏ ý là làm quen. Thời điểm đó thì mình cũng chưa có nhiều việc. Mình có mỗi việc học thôi thì mình cũng muốn đi làm thêm. Thì cũng đi làm thêm chung với bạn này. Em với bạn cùng hùng lại nhau 10 triệu đem về cho nhà bạn. Để nói là do một cái người bạn khác là mất xe. Nên thòn lại, bồi thường lại ấy. Thì lúc đó chắc là em dạy trai á. Đúng là vậy. Em đang định nói đó em, bé nói luôn rồi. Từ đầu em cũng không biết vợ em là ở gia đình khá giả đâu. Vợ em rất là bình thường, không biết trang điểm, không biết, nói chung không biết diện, ăn diện. Và thật sự trong lớp thì em chỉ ấn tượng với vợ em là ăn nói rất là lớn tiếng. Và rất là hổ báo. Hổ báo? Quát nạt mấy bạn trai trong lớp luôn. Thấy chưa? Đó là cái
bộ mặt rất là dữ tợn. Nói chung là em không để ý gì tới vợ em hết. Kể từ sau này em mới bắt đầu chú ý tới vợ em. Và sau này vợ em mới bắt đầu là mới trang điểm rồi an diện này kia. Mới dịu dàng lại. Dạ, dịu dàng lại, đầm tính. Không còn hổ báo nữa. Ấn tượng của chàng trai này trong mắt của Trâm thì sao? Đây là chàng trai đầu tiên mà em chủ động làm quen. Đây là cái khoảng thời gian mà hai đứa cùng kiếm tiền là khoảng thời gian có nhiều kỷ niệm nhất. Rồi hai người quen nhau bao nhiêu lâu thì đi đến kết hôn? Dạ, quen nhau 7 năm và kết hôn 7 năm. Dạ, là 11 năm tại giờ. Thì em với bạn Quân có một cái điểm chung với nhau là rất thích kinh doanh. Em với bạn còn làm một chiếc xe trà chanh, bán trà chanh trước trường nữa. Nên thời điểm đó rất là vui. Tất cả các bạn ở trong trường rất là ủng hộ tụi em. Bán trà chanh xong rồi tới bán đồng hồ. Đó là em buôn bán nhiều lắm. Thời điểm đó là em vừa học vừa buôn bán. Ủa nhưng mà cái lúc mà đi kinh doanh trà chanh đồng hồ là lúc đó là Buôn chưa có đi bộ đội đúng không? Dạ chưa. Dạ. Sau khi tốt nghiệp đại học xong thì vợ em quyết định là học tiếp thạc sĩ. Còn đối với em thì em ra trường làm được nửa năm thì em có lệnh nhập ngũ. Em mới lên đường nhập ngũ. Nhập ngũ thì được cũng 6 tháng tân binh tại Bộ Tham mưu Quân khu 7. Thì các anh tạo điều kiện cho em đi học văn bằng 2 Đại học Sĩ quan Chính trị. Thì sau khi học 2 năm về thì em mới lấy vợ. Khi mà biết tin bạn này sẽ đi nghĩa vụ thì tụi em đã quen nhau cũng được 4 năm đại học rồi. Nhưng mà em chưa bao giờ nói với cha mẹ về cái việc có bạn này xuất hiện hết. Thì trước khi đi nghĩa vụ thì em cũng thực hiện cái lời hứa với bạn là em sẽ mời bạn về nhà cũng như là giới thiệu cho ba mẹ. Nhưng mà em có nói một câu, em nói với bạn là nếu ba mẹ của Trâm mà đồng ý thì mối quan hệ này Trâm sẽ tiếp tục. Nhưng còn nếu mà ba mẹ có thể là khuyên nhủ em thế này thế kia thì em sẽ vì gia đình em nhiều hơn. Thì cho bạn này về. Không may anh, không phải cha mẹ em không thích mà là cả dòng họ em thích. Cả hàng xóm em thích luôn. Trời, nói câu không may anh. Không may. Bất ngờ. Thật bất ngờ đó. Nên là bạn này được một cái tính là bạn rất là được lòng những người lớn tuổi. Và bạn có một cái bạn hiền, cũng chăm tính một tí. Nên đó cũng là cái lý do mà em cũng khuyên bạn á, là nếu có cơ hội thì Trâm nghĩ là Bull nên đi theo con đường đó, để cho bạn vững tin, để bạn đi bạn... Anh cứ đi làm nghĩa vụ đi, em ở nhà anh chờ. Không, chờ thì hồi xưa giờ hai đứa vẫn không hứa gì hết. Duyên đến đâu thì hai vợ chồng sẽ hưởng đến đó. Hai đứa sẽ yêu nhau đến đó mà thôi, chứ không bao giờ nói trước điều gì hết. Thì bạn đi, thì trong khoảng thời gian mà 6 tháng đó rất là cực hình. Thời điểm đó em lại học lên nữa, em lại học lên thạc sĩ nữa. Em vừa đi làm công việc của em vừa đi học lên. Nhưng mà may mắn rằng ngay thời điểm đó em lựa chọn là em học lên. Bởi vì khi em học lên thì nó sẽ có nhiều thứ để em phải bận tâm hơn là việc bận tâm về bạn. Đúng rồi. Cũng như là việc bận tâm về những người khác xung quanh em. Buôn được một cái là từ thời điểm đó đến bây giờ á, thì dù ở nhà rất ít nhưng thời điểm ở nhà rất là chất lượng. Chồng em ở nhà, em thường hay nói với mọi người á, là mọi người cứ nói là trời ơi, tội nghiệp bé này quá, nó có chồng mà phải đi làm xa này kia. Em nói không, mọi người, em rất là vui, em rất là thích cái hiện tại bây giờ luôn á. Em rất là thích như vậy. Có nghĩa là một tuần chồng em đi trực, một tuần về, nhưng mà một tuần chồng em về đó chất lượng. Chồng em làm hết tất cả mọi việc cho em. Làm nhưng mà không càm ràm, chỉ có về nhà là hung vợ xong rồi làm hết mọi việc. Trời. Cứ như vậy, rồi nấu ăn cũng vậy nữa. Bạn cực kỳ lãng mạn mà lãng mạn quá luôn ha. Thôi bây giờ không có hỏi nữa. Khen nhiều quá anh. Không hỏi nữa. Đôi nào mà khen nhau nhiều như đôi này. Hỏi làm đó. Gì trong khi ở dưới kìa chưa có ai có vợ chứ kìa. Trông mặt chứ. Đó. Dạ. Là họ tên của em hả chị? Đúng rồi em, đúng rồi. Em quê quán thành phố Hồ Chí Minh nè. Em ở... Họ tên mình là gì á? Họ tên em là Mạch Đăng Hoàng. Mạch Đăng Hoàng. Sinh năm bao nhiêu Hoàng? Sinh ngày 2 tháng 6, 1989 rồi. Rồi công việc em đang làm là gì nè? Em đang làm quản lý bên siêu thị Lotte quận 7 ạ. Rồi làm bên này lâu chưa em? Em làm từ lúc 2008. Ồ, làm lâu rồi ha. Em làm rồi. Từ trước nhân viên giờ lên tới quản lý. Đúng rồi, ghê ha. Rồi vậy là dữ dội rồi. Cho chị thông tin của em cao bao nhiêu? Em cao 1m7 chị, em nặng 75kg. Trời, nhà Sài Gòn cũng ngoại hình cao ráo quản lý nữa mà tại sao mà không tìm được bạn gái em?
Thì đó, chắc chữ ế đứng đứng sờ đứng lúc nào đứng trong người chị. Ở trong chợ siêu thị là cả đống người luôn, mấy cô bán hàng rồi này kia hay là sao, lý do gì em chia sẻ Thì đi. nói chung em có một cái ưu điểm là em nhát gái lắm, em dù em thích người đó nhưng mà em không dám muốn trình số lắm, nhưng mà em sợ người ta từ chối em buồn nên em không dám. Trời ơi, rồi không lẽ em muốn con gái người ta lợi, người ta xin số em trước. Thì em cũng muốn xin lắm nhưng mà em về em mới nhắc gái em gái mới về mới nhờ cái chương trình đó. Nhưng mà xưa giờ được bao nhiêu mối tình rồi? Em cũng được một mối tình là chị cũng Rồi làm mối chung đó cơ quan là đó. rồi ai tỏ tình trước em kể chị nghe coi, rồi sao chia tay? Lúc trước thì cũng tình cờ đi vô mua trong quầy rau, em tính mua cam vô gặp bạn đó cái em ghẹo ghẹo cái thì cũng hai người thích thì mới cho số rồi làm quen. Trời ơi, nhát gái đó hả, mà ghẹo người ta đồ ghê chưa? Thì có một mối tình đó thôi, tới này ế tới này luôn. Nhưng mà mối tình đó xong mà không có kinh nghiệm gì trơn á hả? Dạ bởi vậy mới gọi là nhát gái chứ chứ nếu mà nhà như mấy người kia chắc nghe đại vậy. Trời ơi, mà em chủ động là em cũng không có vừa gì đâu nha. Đó. Dạ Ừ, nhưng mà bây giờ nói một chút cái tật xấu của em đi, em có tật xấu gì không? em thì em không có tật xấu gì, em không có nhậu, không hút thuốc, không có cờ bạc gì đó. Em chỉ ghiền cà phê rồi. Ngày uống chục ly không em? Em uống ngày ví dụ đi làm thì em uống ngày muốn cử chị em muốn cử nè chứ em không có gì Trời, vậy đâu có gì đâu, giống như bọn chị ghiền trà sữa thôi chứ đâu có gì. yeah. Rồi ok, vậy thì bây giờ em mong muốn tìm bạn gái như thế nào? Em nói rõ cái tiêu chí của em về ngoại hình, công việc, bạn gái luôn Nói nha. chung là dễ nhìn thì biết chăm sóc gia đình rồi đừng có giả dối rồi đừng có trong ví dụ mà mình quen nhau đừng có kêu mày tao Ủa, hồi xưa hiểu giờ có gặp ai mà kêu mày tao không? chưa. Thì bữa lúc trước em cũng quen người đó đó thì em nhắc nhở mấy lần em tại em muốn tiến tới hôn nhân mà kêu mày tao nữa cũng phải đổ vỡ rồi. Thì nhắc hoài cũng kêu mày tao hoài đành lòng em với người đó phải chia tay. Ví dụ mi với tớ đừng kêu mi với tớ luôn, kêu ông với bà thôi chứ đừng có kêu mày tao, em không có thích. Trời, tự Mày nhiên mấy cái mi hết hồn mà. tao. Rồi ok, rồi bây giờ cô đó quê ở đâu em, tuổi tác rồi ngoại quê hình? cũng dưới miền Tây vậy dưới Bến Tre. Em quê ở đâu? Không Em không, chị quê nói thành em phố. nè, bây giờ em ở thành phố em thích bạn gái quê ở đâu? Em thì tất nhiên nếu mà gần thành phố thì nó thích hơn, còn nếu mà có duyên có nợ thì ở đâu mà cũng được vậy. Rồi rồi cô đó thì công việc em có yêu cầu không? Em hồi trước là mình có học trường cao đẳng đại học nào không Hoàng? Em mà tốt nghiệp trung học phổ thông rồi chị ơi. Rồi bây giờ thì có dự định phát triển gì không? Cái công việc mình thu nhập nó ổn định không? Tháng được khoảng nhiêu? Thì lương em khoảng khoảng 15 triệu á. Còn về nhà em kinh doanh thì thích đi du lịch mà thích nấu ăn, em thích nấu ăn lắm. Em nên là em chăm sóc bạn gái bằng cách em nấu cho bạn gái ăn không hay sao? Được không? Thì nói chung là người nào bận thì người kia nấu vậy đó, người nào rảnh người đó nấu. Rồi, ủa nhưng em nói em kinh doanh ở nhà nữa hả? Thì nói chung em đi làm em nói chung em phải có một cái mức độ lương ổn định là một tháng em là 15 triệu đó, là em làm cái chức quản lý chẳng là 15 triệu là mức độ lương ổn định. Còn về nhà thì em kinh doanh thêm cái này, ví dụ có món hàng nào mà em thấy có lợi em mua về em ở đầu em mua trong siêu thị như bịch sọn ô mô đi nó khuyến mãi cho bạn đi thì đó thì em sẽ đi chợ em mua về cái đó em biết cái đó ra là bao nhiêu, ví dụ cái bịch đó mình lỗ 20 thì mình lời được các bạn cũng mãi bán được 40 là 20 vậy đó. Là có làm chưa? Có làm chưa hay bây giờ mới Ờ nghĩ thì tới đó em kinh doanh tự do mà tuy em là cái tỷ lệ em kinh doanh đó là phải 70-80%, em muốn rủi ro ăn ít mà lo dài đánh em Coi vậy như đó. là tuồn hàng công ty ra bán ăn lời đúng không? Vậy bà em vô em mua đàng hoàng chứ tuồn vậy nếu mà tuồn một năm nó có biết xấu rồi. Nói chung là mình chị kinh doanh tự do mà cái này là lợi nhuận là chọc mình kinh doanh thôi. thôi. Ok em, chị chọc em thôi nha, chứ không có ý gì nha. Rồi
Rồi vậy ca hát gì được không em, có tài lẻ gì không? Thì bữa giờ em cũng đăng ký chương trình này, em cũng đang tập cái bài làm vợ anh nhé, để mốt lên ca Rồi bạn mốt vậy thử bây giờ đó. ca dạy câu cho chị nghe thử đi, nghe Dạ ca dạy câu thì thử nè. Rồi mời em. làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đồn rộng và vòng tay ấm, một trái luôn là thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở mang đến cho em sự hạnh phúc. Vậy được Chị chưa xin chị? lỗi nhưng mà cho chị hỏi là hình như chị thấy em có một cái sẹo nghe miệng đúng không? Cái Dạ, cái đó là em đẻ ra từ nhỏ em đã có rồi. này là bị gì Hoàng? Thì đẻ ra nó vậy á chị. Nhiều Có lúc nghĩa em là muốn đi em thẩm mỹ lại bà mẹ không có cho. sao vậy? Dạ, mẹ không có cho vậy biết sao giờ. Nhưng mà là có nghĩa là tại vì có nghĩa là em có bị cái gì rồi em phẫu thuật nó mới ra cái sẹo này hay là sanh ra nó như vậy luôn? Từ lúc trong bụng ra là có luôn á. Rồi bác sĩ có nói cái này là bị gì không? Ý là hay là Không nói cái bị gì sẹo hết, cũng bình thường à, lẽ ra thôi? bị vậy chứ không có bị gì hết á. Thay vì nếu Ok mà nhưng em mà bị em lấy nó em đắp lên cái chỗ đó chút xíu là hết rồi, coi đâu có mấy triệu bạc chứ nhiều. Nhưng mà mẹ không cho làm gì biết sao vợ. sao mẹ Không không cho thì làm cũng vậy? ok mà, không cái bạn bạn này là tức là bẩm sinh của Hoàng ấy, nó là cái cơ chế ban đầu của những cái bạn mà ở cái này nó có khuyết tật hở hàm ếch ấy, nhưng mà của em là kiểu dạng nó hơi hơi chớm nhẹ thôi, nhưng mà cái này cũng cũng ok mà, đâu có cần phải chỉnh sửa phẫu thuật gì đâu. Dạ vì bởi vậy nhiều lúc muốn tuổi thân xấu cha quá Không 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 đó. đó Thích tuyên nha, không, mà thích tại tuyên sao thích lạ tuyên. là mẹ không cho làm ấy chứ, còn nếu mà em đang bị cái vấn đề em tuổi thân thì em nên làm có gì đâu, có nghĩa là em làm để em tự tin hơn á. Thôi nhưng Con mà chị biết sao mà em thấy cũng năm thấy em thương mẹ em nên ra em phải đồng đồng tình với em cũng mình em luôn. ok em. Dạ. Nhưng mà thật ra thì chị thấy nó nhẹ thôi chứ cũng không có gì, nhưng mà tại chị thấy thì Nhưng chị mà hỏi. chị thấy em có xấu không? Ê, Em xấu. ghê không, em duyên mà rất duyên nhé. Dạ. Ok Cảm ơn anh. em. Rồi bây giờ là coi như được chọn rồi đó. Rồi bên chương trình sẽ liên lạc với em trao đổi thêm về nội dung cũng như những cái thủ tục rồi để mình đi ghi hình. Mình báo cho bên em những cái thủ tục sau đó sau ha. Mình ở ngay Sài Gòn chắc là dễ rồi. Nha. Dạ. Rồi cảm ơn Hoàng nhiều nha. Rồi tập tiếp đi rồi để mà đi ghi hình hát đồ cho nó ngon lành lên. Nha. Dạ, cảm ơn Ok chị. em. Rồi chào em nha Hoàng. Bye bye. Chào em ha, mình giới thiệu đôi nét về bản thân mình, họ tên tuổi và công việc quê quán của mình nha. Dạ, em tên là Lê Văn Nhật Hào chị. Rồi. Em sinh ngày 2 tháng 1997 ạ. Thì em bảo vệ cho công ty Mercedes-Benz ở Gò Vấp đó chị. Chỗ đường Lê Đức Thọ đó hả? Dạ, chỗ đường Trung của chị. Quang Trung, Quang Trung, rồi. Sinh năm 97, là quê em ở đâu vậy Hào? Dạ quê em ở Long An chị. Lê Văn Nhật Hào đúng không? Dạ đúng rồi. 1997. Rồi em làm ở đây lâu chưa? Dạ em làm được gần năm đó chị. Trước đây thì em làm công việc gì Hào? Dạ đó giờ em đi giữ an ninh trật tự cho người ta thì khi dân quân tự vệ rồi đó chị. Dạ. Rồi. Là trước giờ là em làm dân quân tự vệ, là em làm ở đây hay là em làm ở dưới Long An? Dạ em nhỏ lớn em ở Sài Gòn em làm sinh sống ở Sài Gòn luôn đó chị. Dạ. Nói chung là em ưa thích cái công việc mà giữ an ninh trật tự cho người ta em cứ đi hết chỗ này tới chỗ khác đó chị. Con này phường xã rồi này nọ nghiệp rồi chị. Ok. Điểm mạnh điểm yếu của em thì sao? Dạ em kiểu hay kiểu như là giống như em bị đàn ông lo á, kiểu như là em quen ai cũng vậy, kiểu như là người ta có chuyện kiểu như là muốn giấu mà người ta không có nhắn tin cho em á, mà em kiểu mà chừng 2 3 bữa mà không thấy nhắn tin lại bắt đầu em lo nhắn tin lại lum la đủ thứ hết chị, cái đó là có chết người luôn á chị. Thế là cái nói chung là về ngoại hình gương mặt, về ngoại hình em cũng không được to lắm,
Ốm chị. Rồi, vậy thì tình trường của em thì sao? Em có mấy mối tình rồi? Dạ em trước có một mối tình là quen trong vòng 5 năm, nhưng mà em bị người ta kiểu cắm sừng á chị. Quen 5 năm, cắm sừng 3 năm mà mình không biết đó chị. Rồi bị cắm sừng 3 năm mà không biết, nhưng mà có tiếp tiền cho bạn đó hay là có mất dạ, nhiều có. không? Em đi làm chu cấp tiền cho bạn đó còn nhiều hơn ba mẹ em luôn á. Là bị cắm sừng, rồi cuối cùng là em chia tay. Cách đây 2-3 tháng gì đó cũng chia tay, cũng do là biết sao là người ta nói là người ta cần im lặng để đang có chuyện, mà kiểu như em biết người ta có chuyện mà người ta không nói với em đó, rồi cái em nhắn này kia, xong rồi em cái bị lóc luôn, em bị lóc tới giờ luôn, không quan tâm tới nữa. Rồi thế bây giờ muốn tìm mẫu người như thế nào? Thì giờ em cũng dạng người cũng không có được khá giả nè, cũng tạm tạm thôi chị, chứ không phải là ấy, cũng đủ ăn cơm đủ ăn ba bữa. Thì em cũng tìm người kiểu giống vậy, làm công nhân lương 5 triệu 6 triệu một tháng này nọ, rồi cũng ngoại hình thì nói chung là một con bé lớn gì cũng được, nhưng mà đừng có xăm mình là được. Rồi nói ok, tuổi tuổi tác thì sao, lớn hơn tuổi hơn được không, được quê quán sao nè? Dạ, thì miền Tây cũng được, nói chung là trong dòng khu vực miền Đông, Nam Bộ hoặc là miền Tây thì được đó chị. Dạ. Ok, rồi, cảm ơn Nhật Hào nha. Hôm nay là buổi phỏng vấn sơ lược thôi. Thì có người phù hợp chương trình sẽ liên hệ với em để làm nội dung hay là báo lịch ghi hình ha. Dạ, dạ, dạ. Rồi, ok, chị cảm ơn em. Chào em ha. Dạ, dạ.